Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị. Tập 78. Chương 771. Lấy gì báo đáp? 2. Tất cả mọi người đều sợ Phạm Nhàn sẽ nổi điên. Nếu Trần Bình Bình viện trưởng đại nhân là một con chó mực già, thì đương nhiên Phạm Nhàn là một con chó mực con. Khi chó mực con bị người ta đâm cho một dao, nếu nổi điên, nó sẽ không phân biệt bạn hay địch, cắn lung tung khắp nơi. Chuyện mà văn võ toàn triều sợ hãi nhất chính là trong cơn thịnh nộ Phạm Nhàn gây chiến, làm dao động toàn bộ căn cơ của triều đình Khánh Quốc. Nghe câu hỏi của Tần Hằng, Phạm Nhàn chậm rãi trả lời, ta chỉ muốn hỏi vài câu. Đối đãi bằng lễ, trả lại bằng đức, tặng kiếm, báo lại bằng dao. Yến Đại Đồ Đốc, có phải đạo lý như vậy không? Có một số nghi vấn, Phạm Nhàn định chất vấn ngay trước mặt, nhưng lại không có cơ hội để nói ra. Mọi người trong khu mật viện nghe lời nói đầy đao kiếm, cho rằng tiểu Phạm đại nhân sắp phát điên, vô thức chuẩn bị nghênh chiến. Dù tuy mật viện chủ yếu là quan tham mưu, sức mạnh quân sự không thể sánh với quân đội của năm khu vực biên ải Khánh Quốc. Nhưng dẫu sao đây cũng là vị trí tinh hoa của quân đội Khánh Quốc suốt mấy chục năm qua. Hôm nay mơ mơ màng màng bị Phạm Nhàn ức hiếp tới tận cửa, ai nấy nhẫn nhịn đã lâu, thể nào cũng có lúc phản kháng. Tất cả giáo quan tướng quân đều đã nắm chặt chuôi đao. Yến Tiểu Ất vào kinh, chỉ có thể mang theo 100 thân binh. Còn bây giờ 100 thân binh này đã được đặt ở cửa bên khu mật viện từ lâu, chăm chú quan sát hơn 100 quan viên giám sát viện đang đứng ngoài cửa lớn. Quân sĩ trở về từ miền Bắc đều mang vẻ mặt nhuốm đầy sương gió, đã được Yến Tiểu Ất rèn luyện thành một đội quân thép. Điểm khác biệt giữa họ và quân đội biên ải của hai nhà Tần, Diệp là trên người hơn 100 thân binh này đều mang theo cung tên. Kinh đô Khánh Quốc cấm nỏ nhưng không cấm cung, đây là biểu hiện của lòng tự tin từ hoàng tộc thượng võ. Hai bên vẫn đối lập, Tần Hằng luôn lo lắng về việc giữ trị an cho kinh đô lại yên lòng. Nếu như lúc trước Phạm Nhàn dùng lời lẽ để sỉ nhục Yến Tiểu Ất, yêu cầu hắn quyết đấu, chỉ cần Yến Tiểu Ất đồng ý, thậm chí cả bệ hạ cũng không cách nào ngăn cản. Trận quyết đấu giữa hai bên chắc chắn sẽ trở thành giao chiến sinh tử. Nhưng trận thế bây giờ liên quan tới xung đột giữa giám sát viện và quân đội, Tần Hằng biết chắc chắn sẽ không ra tay đánh nhau thật, vì trong kinh đô đang có vô số ánh mắt quan sát nơi này. Bất luận là bệ hạ hay là hệ thống quan viên triều đình quản lý chính sự, đều không thể trơ mắt nhìn nền tảng giúp Khánh Quốc xưng bá thiên hạ ầm ầm sụp đổ vì đống đầu người trước khu mật viện này. Đúng như dự đoán, xa xa vang lên tiếng hò hét, móng ngựa dồn dập. Một đội cấm quân mặc giáp sáng loáng cưỡi ngựa lao tới. Khu mật viện nằm giữa giám sát viện và hoàng cung, phản ứng của đám cấm quân này có vẻ hơi chậm một chút. Nhưng người sáng suốt đều hiểu, đây là cấm quân cố ý lưu lại chút thời gian, để Phạm Nhàn phát tiết bớt cơn thịnh nộ và oán hận trong lòng. Cấm quân đại diện cho uy nghiêm của hoàng đế, không ai dám coi thường bọn họ, ít nhất là ngoài mặt. Cho nên khi cấm quân xếp hàng xen kẽ, ngăn cách người của giám sát viện và binh sĩ của khu mật viện, không ai tỏ ý phản đối. Huống chi người dẫn binh còn là đại hoàng tử. Năm xưa đại hoàng tử là Trinh Tây đại soái, có quan hệ mật thiết sâu xa với quân đội, còn bây giờ mọi người đều biết, quan hệ giữa hắn và Phạm Nhàn cũng khá chặt chẽ. Thấy là hắn đến điều đình, mọi người xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm, cảm giác bệ hạ thật anh minh. Chọn người này đúng là quá thích hợp. Đại hoàng tử dắt cưa ngựa đi tới bên cạnh Phạm Nhàn, gương mặt lộ một chút lo âu nhưng nhanh chóng che giấu, nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Không có bất cứ lời lẽ dư thừa nào, chỉ nói, phụ hoàng đã biết về sự việc này, ngươi cứ về phủ để chữa thương trước đi. Phạm Nhàn nhìn hắn với vẻ như cười mà như không, im lặng, chờ đợi. Đương nhiên là y phải đi, chắc chắn không thể thật sự ở lại đây đánh giết một phen với khu mật viện, nhưng người mà y đang đợi vẫn chưa đến đủ. Không bao lâu sau, ba tên tiểu thái giám trong hoàng cung chạy từ ngoài vào, truyền đạt khẩu dụ của bệ hạ, bày tỏ nỗi kinh ngạc và an ủi đối với việc Khâm Sai toàn quyền ở khu vực Giang Nam bị ám sát, nghiêm khắc chỉ trích quân phòng vệ kinh đô, âm thầm nhắc nhở và cảnh cáo mọi người trong khu mật viện. Sau đó ra lệnh cho tiểu Phạm đại nhân về nhà chữa thương, đợi triều đình điều tra rõ sự việc,
sau đó mới đưa ra quyết định. Các bạn đang nghe truyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 772, lấy gì báo đáp? 3. Lại một lúc sau, hai vị đại thần rõ ràng thân thể không mấy khỏe mạnh cũng thở hồng hộc chạy đến. Chính là Thư đại học sĩ và Hồ đại học sĩ, hai vị đại thần đứng đầu trong môn hạ Trung Thư lên tiếng sự an ủi Phạm Nhàn và bày tỏ cơn phẫn nộ tột cùng đối với hung đồ. Thư Vu là người quen cũ của Phạm Nhàn, nhưng đây là lần đầu tiên Phạm Nhàn nhìn thấy dáng dấp của Hồ đại học sĩ và phát hiện ra hắn còn trẻ hơn so với tưởng tượng của mình, cùng lắm là hơn 40 tuổi. Phạm Nhàn ngồi trên lưng ngựa, im lặng một hồi lâu, sau đó nói với đại hoàng tử, người cũng hiểu ta mà, đợt đầu tạm thời đủ thể diện rồi, ta sẽ không nổi điên. Đại hoàng tử gật đầu, nói, ta tiễn ngươi. Phạm Nhàn một tay cầm cương ngựa, đảo quanh đường lớn thiên hà, chuyển roi ngựa sang tay trái, giơ lên chỉ thẳng vào mọi người trong quân đội khu mật viện trên bậc thềm đá, vung vẩy roi mà không thêm lời nói nào. Đám người trong quân đội khu mật viện cảm thấy như một đòn roi từ xa kia cứ như đang quất vào mặt mình. Trở về Phạm Phủ, đại hoàng tử hỏi về tình hình cụ thể trong sơn cốc lúc đó. Sau khi im lặng một lúc lâu, hắn bèn rời phủ. Phạm Nhàn biết hắn phải vội vàng trở về cung, nghênh tiếp lời chất vấn như bão táp mưa sa của hoàng đế, nhưng cũng không muốn nhắc nhở hắn quá nhiều. Bởi vì trong vụ việc này, bản thân y cũng còn rất nhiều nghi ngờ. Trong cung đã điều động 3 vị thái y từ thái y viện đến Phạm Phủ, nhưng Phạm Nhàn không cần đến họ, chỉ để cho các sư huynh đệ thuộc tam sử bôi thuốc chữa thương cho mình. Chắc vài ngày nữa sẽ khử hết độc tố, còn vết thương thê thảm sau lưng, không biết phải an dưỡng bao nhiêu ngày nữa. Mãi tới giờ phút này, nằm trên chiếc giường ấm áp của mình, cuối cùng thân thể và tâm thần của Phạm Nhàn cũng được thư giãn hoàn toàn. Đột nhiên y cảm thấy một cơn mệt mỏi khó lòng cưỡng nổi, tuy sau lưng còn nóng rát đau nhức, nhưng vẫn ôm gối ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, sắc trời đã tối. Một nha hoàn bước vào, mang theo một bát cháo gạo nấu hâm nước nóng. Người vẫn túc trực bên giường của Phạm Nhàn nhận lấy tô cháo, đỡ y ngồi dậy, cầm thìa xúc lên, nhẹ nhàng thổi qua, chậm rãi đút cho y ăn. Phạm Nhàn ăn một miếng, liếm nhẹ đôi môi hơi khô, nhìn người cha đang cẩn thận từng chút một múc cháo cho mình. Nhận ra sau một năm không gặp, mái tóc của phụ thân đã thêm bạc, nếp nhăn trên mặt càng sâu hơn. Không hiểu vì sao, y bỗng cảm thấy cõi lòng chua xót, đã khiến cha phải lo lắng rồi. Phạm Kiến không nói lời nào, chỉ tiếp tục đút cho y vài thìa, rồi mới để tô cháo lên bàn. Sau đó, ông bình tĩnh nói, năm xưa con muốn vào giám sát viện, cha đã nói với con rồi, tương lai chắc chắn sẽ có vấn đề. Nhưng nếu vấn đề đã xuất hiện, thế thì không cần phải nói những điều này nữa. Phạm Nhàn im lặng một hồi, sau đó nói, có rất nhiều việc con không thể hiểu được. Phạm Kiến nói một cách ôn hòa, nói xem nào. Phạm Nhàn thuật lại cho phụ thân về những nghi vấn trong lòng mình khi ở bên cạnh cỗ xe vỡ nát trong sơn cốc. Hy vọng nhận được một vài lời khuyên từ vị phụ thân đại nhân tuy trông như không có gì nổi bật trong triều đình nhưng thực tế lại có căn cơ vững chắc, ngay cả bệ hạ cũng không cách nào ép tử quan. Nếu kết luận là do quân đội động thủ, Phạm Kiến nói, thế thì có thể phân tích một chút. Ngoại trừ việc bảo vệ kinh đô, đại quân của Khánh Quốc ta có tổng cộng 5 nhánh quân khu vực biên cương, 7 nhánh châu quân, trong đó lực lượng quân đội biên cương mạnh nhất. Diệp gia Định Châu là một, Tần gia là một, lực lượng binh lính biên cương ở Thương Châu do Yến Tiểu Ất kiểm soát, còn có một nhánh khác bên phía Nam Chiếu. Thực lực của châu quân có thể coi là không đáng kể, nhưng thực tế, 5 tuyến biên phòng không được phân chia quá rõ ràng. Ví dụ như hai nhà Diệp Tần, Môn Sinh và Bằng Hữu trải rộng trong quân ngũ, ảnh hưởng lớn đến mọi mặt. Phạm Kiến dừng lại một chút rồi tiếp tục, còn như Trinh Tây của đại hoàng tử mấy năm trước, thực ra chỉ là điều động lực lượng từ 5 tuyến biên phòng để hình thành đại quân. Khi chiến sự kết thúc, binh lính nơi nào lại quay trở về nơi ấy? Phạm Nhàn im lặng. Một hồi rồi nói, đây cũng là một biện pháp của bệ hạ. Đúng vậy,
Các tướng lĩnh này được đề bạt lên chức vị then chốt nhờ trận chinh phạt phía Tây, giống như tay chân của hoàng tộc, hai nhà Diệp Tần không thể sai khiến được. Từ đó, không nhà nào có thể một mình khống chế cả năm nhánh quân ở biên cương. Các bạn đang nghe truyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 773, ông già trồng cải trắng, 1. Thật kỳ diệu, trong khi Phạm Nhàn bị ám sát như thế này, cả hai cha con y lại có vẻ không mấy phẫn nộ hay oán trách, chỉ đơn thuần bình tĩnh phân tích tình hình. Còn như về việc phòng ngự kinh đô, trong bán kính 40 dặm ngoài kinh đô, tất cả đều nằm trong phạm vi quản lý của quân phòng vệ kinh đô. Với tổng lực lượng là 20.000 người, trong đó có 10.000 cấm quân mạnh nhất trong Khánh Quốc. Còn có 13 cơ quan quản lý cổng thành, tuy trông có vẻ không đáng chú ý, nhưng trực tiếp tuân theo ý chỉ của bệ hạ, quản lý việc đóng mở cửa thành kinh đô, đây cũng là một nha môn quan trọng. Trong cung còn có thị vệ, tuy theo quy ước của triều đình ta, đại thống lĩnh cấm quân kiêm tổng quản thị vệ đại nội. Nhưng thực tế trừ vị đại thống lĩnh cung điển thực sự làm được điều này, trước đây thị vệ đại nội đều do vị công công trong cung quản lý. Công công, đương nhiên là Hồng Công Công. Phạm Nhàn đột nhiên được điểm lạ trong lời nói của cha mình. Ngoại trừ cung điển thật sự kiêm nhiệm quản lý cả cấm quân và thị vệ đại nội. Y đột nhiên ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nói, cung điển, được bệ hạ tin tưởng đến vậy à? Lần đầu tiên Phạm Nhàn tiếp xúc với lực lượng phòng vệ trong cung, chính là khi đấu trưởng với cung điển ngoài cửa Khánh Miếu. Y biết về con người này, cũng biết nguyên nhân chủ yếu trong vụ việc tại Huyền Không Miếu là vì bệ hạ muốn đẩy thế lực của Diệp Gia ra khỏi kinh đô. Muốn đẩy cung điển ra khỏi vị trí thống lĩnh cấm quân. Nhưng theo lời của phụ thân, cung điển, hay nói cách khác là Diệp Gia, năm xưa đã được tin tưởng tới mức cực kỳ đáng sợ. Vậy vì sao hoàng đế lại muốn cưỡng ép đẩy Diệp Gia về phía nhị hoàng tử, đẩy về phía trưởng công chúa? Phạm Nhàn cảm thấy dường như mình đã chạm tới một điều gì đó rất quan trọng, nhưng mãi vẫn không thể nghĩ ra, khiến y không khỏi nhức đầu. Phạm Kiến nhẹ nhàng nói, đừng nên suy nghĩ quá phức tạp, tuy bệ hạ thần toán hơn người, nhưng cũng không đến mức động tay động chân vào lực lượng phòng vệ ở kinh đô. Còn vì sao lại đuổi Diệp ra đi, cha nghĩ, cha có thể đoán được một phần. Phạm Nhàn cau mày, hỏi, phụ thân, nguyên nhân là gì? Phạm Kiến nở nụ cười, nhẹ nhàng đỡ y nằm xuống, từ từ nói, đừng quên, mẹ của con cũng mang họ Diệp. Khi mới tới kinh đô cô ấy đã từng đánh cho Diệp Trọng một trận, Ngũ Trúc cũng đã đánh với Diệp Lưu Vân một lần. Tuy hai nhà không có quan hệ gì nhưng có lẽ bệ hạ vẫn thấy lo lắng đôi chút. Khi chuyện Huyền Không Miếu xảy ra, bệ hạ chưa tin tưởng con như bây giờ, nhưng đã chuẩn bị trọng dụng con, đương nhiên phải phòng ngừa một chút. Phạm Nhàn ngớ người, chợt thở dài lạnh lẽo. Thân là đế vương, tâm địa đúng là... Nhưng cuộc sống như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Chỉ có điều y không thể ngờ nổi, cho dù phụ thân của mình có lợi hại đến đâu đi nữa, chung quy vẫn có lúc đoán sai. Nhưng con và Diệp gia không có nhiều tình cảm. Phạm Nhàn nói, trong lòng nhớ tới cô nương với đôi mắt sáng như bảo thạch. Bây giờ không có, không có nghĩa là tương lai cũng không có. Phạm Kiến nhướng mày nói, điều khiến cha hứng thú là, vì sao bệ hạ lại đề phòng con như vậy? Phạm Nhàn im lặng một lúc lâu, sau đó nói nhẹ nhàng, phụ thân, người thấy chuyện lần này có phải là hoàng thượng sắp xếp không? Huy động quân đội giết người ở ngoại ô kinh đô, thậm chí di chuyển cả nỏ thủ thành. Kết quả mình thân là đề ti giám sát viện, nắm giữ tình báo khắp thiên hạ mà lại không chuẩn bị chút nào. Mỗi khi nghĩ đến việc này, Phạm Nhàn cứ cảm thấy phía sau cuộc phục kích ở Sơn Cốc tuyệt đối không chỉ là hành động điên cuồng của phe trưởng công chúa, mà còn có những bí mật sâu kín hơn nữa. Trong danh sách nghi ngờ của y, đương nhiên hoàng đế là người đứng đầu, còn vị xếp thứ hai, không phải bệ hạ. Phạm Kiến đột nhiên nói đầy ẩn ý, bây giờ bệ hạ yêu thương con, sủng ái con còn chẳng kịp, sao lại có thể hạ thủ giết con cho được? Trừ khi hắn sắp chết. Phạm Nhàn suy tư, hỏi, ai có thể khiến cả quân phòng vệ kinh đô và giám sát viện đều vô hiệu? Ngoại trừ bệ hạ,
ai có lực lượng như vậy? Trưởng công chúa cùng Yến Tiểu Ất. Y lắc đầu, nhưng Phạm Kiến lại mỉm cười hỏi ngược lại, con đang nghi ngờ điều gì? Nếu không vì sao lúc từ khu mật viện trở về, con lại không bước vào gian nhà của mình xem thử? Không thể nào. Phạm Nhàn nằm trên giường, lắc đầu nói ba chữ, nhưng ngay lập tức lại ho lên, dường như ngay cả nội thương của y cũng biết. Y không thể tin tưởng hoàn toàn vào phán đoán của mình, trong lúc tâm trạng xao động, khó tránh khỏi có chút phản ứng. Các bạn đang nghe truyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 774, Ông Già Trồng Cải Trắng, 2. Có điều, Phạm Nhàn vẫn cảm thấy không thể tin nổi. Từ thuở nhỏ, mình đã theo Phí tiên sinh học tập nhập môn về sinh vật độc dược, học về các điều lệ và kết cấu ban ngành tạo trong giám sát viện, học về phương pháp giải quyết xử lý đặc biệt và thủ pháp giết người của giám sát viện. Từ khi còn rất nhỏ, cuộc sống của y đã bắt đầu liên kết chặt chẽ với giám sát viện, nơi mà quan viên và bách tính Khánh Quốc sợ hãi nhất. Trong mắt người khác, y chỉ là một đứa trẻ, cùng lắm thì là một đứa trẻ có đôi chút tài năng thiên bẩm. Nhưng y biết rõ khi ở Đạm Châu, linh hồn Phạm An Trì đã tương đối chín chắn, do đó y sớm đã nhận ra chắc chắn là cuộc đời mình sẽ liên kết chặt chẽ với giám sát viện. Sau khi vào kinh, lệnh bài đề ti xuất hiện càng khiến cho Phạm Nhàn nhận ra mấy ông lão giám sát viện đã phải hao tâm tổn trí ra sao. Đối phương muốn giao giám sát viện cho mình, hay nói đúng hơn là trả lại cho mình. Chính xác hơn nữa thì là trả lại cho nữ nhân năm xưa. Đến giờ phút này, Phạm Nhàn có của cải nhiều không đếm xuể, có thanh danh vang khắp thiên hạ, có vị trí cực kỳ cao quý. Tất cả điều này là do y đã trải qua hai kiếp người, học hỏi được biết bao thơ văn ca từ của các bậc tiên hiền, do tâm linh kiên nghị mà mình đã rèn luyện từ nhỏ. Tuy nhiên, y cũng hiểu rõ tất cả những thứ này chỉ là ngoại vật, khó mà níu giữ được, có thể mất đi bất cứ lúc nào. Còn lý do bản thân có thể giữ chặt những thứ đó cho đến bây giờ, chính là nhờ vào lực lượng của giám sát viện. Cho dù nhìn từ bất kỳ góc độ nào, giám sát viện cũng là nền tảng, là căn cơ cho sự tồn tại của Phạm Nhàn trên thế giới này. Chuyện bị mai phục trong sơn cốc phu đầy tuyết khác hẳn việc bị hành thích ở Huyền Không Miếu. Sau vụ việc Huyền Không Miếu, y bị trọng thương hoàn toàn là một sự cố ngoài dự kiến. A Thành xuất hiện, hoàn toàn nằm trong kiểm soát của Trần Bình Bình. Nếu không phải vừa vặn lúc đó bản thân tu luyện công pháp bá đạo đến bình cảnh, đúng lúc kinh mạch đứt đoạn, có lẽ cuối cùng y cũng không bị thương nặng như vậy. Nhưng chuyện bị phục kích trong sơn cốc phu đầy tuyết là nhằm mục đích giết chết y. Một khi đã bắt đầu, thì chắc chắn không cách ngừng tay. Nếu như thật sự như lời nói của phụ thân và suy đoán của bản thân, căn cơ này đột nhiên lay động, Phạm Nhàn có thể sa sút ủ rũ rút lui khỏi sân khấu bất cứ lúc nào. Trước suy đoán này, cười ha hả nói dù xét từ quan điểm lý trí hay cảm xúc, Phạm Nhàn đều không muốn chấp nhận, cũng không thể chấp nhận. Không thể nào. Phạm Nhàn giọng điệu nghiêm trọng lặp lại ba từ kia. Y là đề ti của giám sát viện. Sau 1-2 năm Trần Bình Bình cố ý buông tay và ủng hộ, từ lâu y đã bố trí được nhân thủ của mình trong bát đại sử. Khải Niên tiểu tổ cũng đã trở thành ban ngành đặc thù, nhất sử có mình, tứ sử có Ngôn Băng Vân, tam sử có Phí Giới, ngũ sử có Hắc Kỵ Vô Tâm, bây giờ lại có thêm Kinh Qua, lục sử có Ảnh Tử. Tính đi tính lại, bây giờ Phạm Nhàn không còn là người cô độc như lúc trước, toàn bộ tài nguyên của giám sát viện đã sớm được y nắm vững trong tay. Y thực sự không thể hiểu nổi, cho dù trong viện xuất hiện một kẻ phản bội, cũng không thể hợp tác với kẻ thù của mình mà lại khiến mình hoàn toàn không biết gì. Trừ khi là ông ta, chính là người mà bản thân đã nghĩ đến lúc ở trong sơn cốc. Nhưng hắn, xe ngựa luôn đối xử với mình rất hiền hòa, đôi bàn tay luôn đặt trên chiếc chăn lông cừu, thân hình gầy gò tàn tật nhưng lại toát lên vẻ đáng tin cậy. Cho dù ở nơi nào đi nữa, y luôn thấy ông ta là chỗ dựa lớn nhất, khiến mình có thể làm bất cứ điều gì mà không phải sợ hãi. Trên thế giới này không gì là không thể. Phạm Kiến lạnh lùng nói, mẫu thân của ngươi năm xưa so với ngươi bây giờ thì sao? Cũng là tay trái giám sát viện,
tay phải là Nội Khố, sau lưng có Lão Ngũ. Hơn thế nữa, cô ấy còn có mấy người chúng ta. Phía nam có thủy quân Tuyền Châu, so với ngươi ngày hôm nay thì sao? Nhưng cuối cùng kết quả là gì? Phạm Nhàn chìm trong trầm lặng, bỗng dưng loáng thoáng cảm nhận được, chỉ e lẽ chuyện xảy ra trong sơn cốc có liên quan đến sự việc xảy ra nhiều năm về trước. Phụ thân của Hoàng hậu là bị ta tự tay chặt đầu. Phạm Kiến cúi đầu nhìn những ngón tay thon dài của mình, mỉm cười nói, nhưng ai mà chắc được liệu đã giết hết những kẻ cần giết hay chưa? Phạm Nhàn vừa nghe câu này đã kinh hãi tột độ, nhìn phụ thân một hồi lâu mà không nói nên lời, cho đến ngày hôm nay y mới biết, nguyên lai phụ thân của Hoàng hậu bị phụ thân mình tự tay giết chết. Các bạn đang nghe truyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 775, Ông già trồng cải trắng, 3. Y hiểu thấu ý nghĩa trong lời nói của phụ thân, đêm tanh máu kia ở Kinh Đô là một đợt trả thù cực lớn đối với chuyện Diệp gia sụp đổ. Có điều năm ấy căn cơ của Diệp gia thâm hậu biết bao mà chỉ trong một đêm đã bị lật đổ, tuy nói là nhân lúc Hoàng đế Tây Trinh. Nhưng trong Kinh Đô có không biết bao nhiêu gia tộc quyền quý đã tham gia vào việc này, có cá lọt lưới. Thậm chí nếu kẻ chủ mưu vẫn còn sống, cũng không có gì lạ lùng. Chỉ có điều, Phạm Nhàn thôi trầm tư, trên gương mặt lộ vẻ kiên định, ôn tồn bảo, phụ thân đừng nói nữa, con tin tưởng viện trưởng. Phạm Kiến thở dài. Phạm Nhàn tiếp tục nói một cách ôn tồn, phụ thân, thực ra ông ấy cũng từng nói với con cũng luôn suy đoán về vấn đề năm đó, nhận ra trước khi con đặt chân đến Kinh Đô, lúc đó ngài và Trần viện trưởng cực kỳ lạnh nhạt với nhau, hoàn toàn không giống với hiện tại. Con hiểu trong lòng cả hai đều đầy cảnh giác, có điều giống như con tin tưởng phụ thân vô điều kiện, con cũng tin tưởng ông ấy vô điều kiện. Y ho khan nhẹ hai tiếng, tiếp tục nói, nghi ngờ đồng bọn là một chuyện rất đáng sợ. Hay là có một số người vẫn tận lực che giấu điều gì đó, chính là để gieo rắc hoài nghi giữa phụ thân và Trần viện trưởng. Ta không sẽ làm như vậy. Phạm Nhàn nhấn mạnh thêm, ta tin tưởng cảm giác của mình, chỉ có nó mới không lừa dối ta. Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc sau, Phạm Kiến nở nụ cười, vui mừng nói, xem ra con vẫn có lòng tin vào nhân tính. Điểm này rất giống mẹ của con. Phạm Nhàn cũng nở nụ cười đáp, chỉ đối với vài người đặc biệt mà thôi. Phạm Kiến lại bình tĩnh đặt câu hỏi, chuyện này con định xử lý thế nào? Con chờ xem kết quả xử lý của bệ hạ trước đã. Phạm Nhàn im lặng một hồi rồi tiếp tục đáp, chỉ e không điều tra ra thứ gì, đối phương dốc bao nhiêu vốn liếng vào như vậy, chắc cũng đã chuẩn bị sẵn phương án khắc phục hậu quả. Y cười chế nhạo, có đôi lúc thật không hiểu nổi rốt cuộc lòng tự tin của bệ hạ đến từ đâu. Bây giờ quân đội đã bắt đầu có người làm loạn, bệ hạ vẫn không hề lo lắng gì như trong quá khứ à? Cha, thế nào cũng tra được một vài thứ. Phạm Kiến nhìn con trai, biết rằng người trẻ tuổi này không hề bị máu me làm hoa mắt, vui mừng cười nói, nỏ thủ thành đều có số hiệu riêng. Chỉ e ngay cả mấy cái nỏ thủ thành này cũng được điều động từ nơi khác tới. Nếu tra nhầm người thì càng không tốt. Con nói không sai. Khóe môi Phạm Kiến cong lên thành một nụ cười kỳ quái. Dưới cơn thịnh nộ của bệ hạ, vụ án được điều tra cực kỳ nhanh chóng. Buổi chiều đã có tin tức. Trong sơn cốc có tổng cộng 5 cỗ nỏ thủ thành, vừa xuất xưởng từ Bính Phường Nội Khố. Đáng lẽ nó phải được chuyển đi dọc theo con đường tới phía Định Châu, nhưng không hiểu vì sao nó lại xuất hiện trễ hơn so với thời gian giao hàng, đúng lúc con đang trên đường trở về Kinh Đô. Định Châu? Phạm Nhàn nhíu mày, Diệp gia lại phải làm kẻ thế mạng à? Chẳng lẽ bệ hạ lại tàn nhẫn đến mức này? Đương nhiên bệ hạ biết trong chuyện này có gì đó kỳ quặc. Phạm Kiến nói, nhưng nếu gia tộc Diệp cố tình làm như vậy thì sao? Vì thế cần có chứng cứ khác. Phạm Nhàn nhẹ nhàng hỏi, người sống mà con đưa đến khu mật viện có giá trị không? Có. Phạm Kiến nở nụ cười kỳ quái, nói, chiêu này của con vẫn hệt như cách ngươi đối phó với nhị hoàng tử năm xưa, đưa nhân chứng vào trong nha môn của đối phương. Phạm Kiến sắc mặt bình tĩnh, nói, chỉ có điều một phương pháp, tốt nhất không nên dùng hai lần,
Ít nhất lần này khu mật viện chưa dính bẫy của con. Ồ, Phạm Nhàn nhíu mày nói, họ đã xử lý ra sao? Phạm Kiến khẽ mỉm cười, bọn họ chăm sóc kẻ sống sót đó như thể phụng dưỡng tổ tiên vậy, sợ hắn mất quá nhiều máu mà bỏ mạng, khó mà đối mặt với câu hỏi của bệ hạ. Ngay tiếp theo, bọn họ lấy cớ việc này phải do giám sát viện điều tra, quân đội nên tránh né sự hiểm nghi, rồi chuyển giao tên kia cho bên giám sát viện. Phạm Nhàn giật mình. Phạm Kiến tiếp tục cười nói, nhưng tên đó là con bỏ lại ở khu mật viện. Đương nhiên giám sát viện không chịu tiếp nhận, lại cho người kéo trở lại khu mật viện. Lần này đám quân nhân thô lỗ ở khu mật viện đã học được cách mặt dày, lại đã kéo người kia trở lại giám sát viện. Vị thượng thư bộ hộ vốn luôn nghiêm túc mỉm cười lắc đầu một cái. Buổi chiều hôm nay, hai viện đã phân tài cao thấp bằng kẻ sống sót này. Ngươi đưa cho ta, ta đưa lại cho ngươi, cứ như kẻ này là củ khoai lang nóng bỏng tay, không ai chịu nhận. Các bạn đang nghe truyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 776, Ông Già Trồng Cải Trắng, 4. Tuy hôm nay gặp phải phục kích, tâm trạng của Phạm Nhàn có phần nặng nề, nhưng nghe phụ thân nói như thế y vẫn không thể nhịn được bật cười, cứ như tận mắt chứng kiến buổi chiều hôm nay trên con đường lớn thiên hà. Tại vị trí trung tâm quyền lực của triều đình Khánh Quốc, qua lại hai viện như kéo thịt heo, người tới ta đi. Vị hảo hán trong quân đội kia, khéo cả đời này cũng không ngờ được mình lại bị đối xử như vậy. Cuối cùng giải quyết như thế nào? Cuối cùng cũng là trong cung đình lên tiếng, giám sát viện đưa hắn vào tù. Phạm Nhàn thở dài nói, thật không tưởng tượng được mới ngủ một buổi chiều trưa, mà trong kinh đô đã xảy ra biết bao là việc. Phạm Kiến lặng lặng nhìn con trai mình, sau một hồi lâu mới thong thả nói, con bị quân đội tập kích, đây là chuyện lớn nhất kể từ sau đêm đẫm máu ở Kinh Đô. Hơn nữa con sống sót trở về, ai mà biết đã khiến bao người đứng ngồi không yên trong phủ của mình, đêm nay cũng không biết có bao nhiêu người sẽ mất ngủ. Phạm Nhàn im lặng, con muốn động thủ thật à? Ta sẽ không tự mình hành động, Phạm Nhàn thì thầm, nhưng con muốn chúng phải chịu đau, đau tận xương tùy. Phạm Kiến gật đầu, nói, con tự xử lý, chỉ có điều. Đừng đắc tội với toàn bộ quân đội, ta sẽ có chừng mực. Phạm Kiến đứng dậy, rời phòng ngủ của y, nói một câu cuối cùng, con nhất định phải sống sót. Trong đêm hôm nay có vô số người ngồi trong phòng tối, tinh thần bất ổn, im lặng không nói một lời. Tin tức Phạm Nhàn bị phục kích đã lan truyền khắp kinh đô từ lâu. Hôm nay đại yết triều theo thông lệ cũng vì sự việc này mà đột ngột dừng lại. Theo như lời bàn tán âm thầm của các vị đại thần sau khi bãi triều, lúc nghe tin tức đó bệ hạ vẫn giữ bình tĩnh. Lập tức ra lệnh cho đại thống lĩnh quân cấm bên dưới đại điện rời cung tuần tra, đồng thời giao cho hai đại học sĩ thư hồ thay mặt thiên tử an ủi. Nhưng theo lời của Diêu Công Công trong cung, sau khi trở về ngự thư phòng, bệ hạ đã tức giận bóp nát một chén trà sứ quan Diêu, im lặng một hồi lâu không nói năng gì. Mọi người đều biết hoàng đế đang nổi giận, nhưng không phải tất cả mọi người đều đang sợ hãi. Những người đã đứng ra chủ trì sự việc ở Sơn Cốc, hoặc những nhân vật đã âm thầm giúp sức cho sự việc ở Sơn Cốc. Mỗi người đều có âm mưu riêng, mỗi người đều lo lắng bất an ngồi trong phủ của mình nghĩ cách xử lý. Những người này dám ra tay giết người ở ngoại ô Kinh Đô, đương nhiên cũng sẵn sàng đón nhận lửa giận của bệ hạ và hành động báo thù từ giám sát viện. Bọn họ chỉ không ngờ nổi, đã huy động lực lượng mạnh đến vậy rồi, đã tiến hành chuẩn bị cẩn thận đến vậy rồi. Mà Phạm Nhàn lại chưa chết, hắn lại không chết. Trong Đông Cung, Thái tử Điện Hạ nghiến răng nghiến lợi nói, tay cầm lấy tấm vải thêu bên chân giường, giày vỏ nó thành vô số đóa hoa xấu xí. Hoàng hậu nương nương nhướng đôi mày ngài, lạnh lùng mà quý phái, ngồi đối diện hắn, lạnh giọng nói, chú ý thân phận của mình, chú ý cách nói năng. Phạm Nhàn là đại thần trong triều đình, nếu hắn không chết, thân là thái tử, con phải vui mừng mới đúng, đâu thể thất vọng như vậy được. Thái tử cười lạnh hai tiếng, đây là Đông Cung, hơn nữa mọi người đều biết giữa bản cung và Phạm Nhàn chỉ có một người sống sót. Chỉ e mọi người đều đang đoán sự việc trong Sơn Cốc là do con sắp đặt.
Thế thì sao con còn phải giả vờ giả vịt ra vẻ nhân ái? Hoàng hậu lặng lặng nhìn hắn, sau một lúc lâu mới nói, đừng lo lắng, bệ hạ sẽ không nghi ngờ con, bởi vì chúng ta vốn không có lực lượng để làm vậy. Thái tử câm nín, mãi đến lúc này hắn mới tỉnh ngộ. Trong số những thế lực tại triều đình, lực lượng của chính của mình là yếu kém nhất. Một phần là vì đấu tranh với lão nhị trong mấy năm qua, một phần khác do mất đi trợ thủ mạnh mẽ trưởng công chúa, và nguyên nhân còn lại chính là sự tồn tại của Phạm Nhàn. Hắn cười khổ, ai mà ngờ nổi đến giờ nó lại trở thành chuyện tốt. Mẫu hậu nói đúng, bản cung không thể điều động quân đội đi giết người. Chỉ có điều, ánh mắt thái tử chợt lóe lên vẻ căm ghét, nếu Phạm Nhàn chết rồi thì tốt biết mấy. Phạm Nhàn, được lắm. Kiện cáo phân chia gia sản Minh gia ở Giang Nam, nhưng lại cố tình đẩy sang hướng thị phi cực lớn con trưởng đích tôn không có quyền thừa kế bẩm sinh. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bản cung không biết ngươi nghĩ kế ư? Thái hậu không biết chắc, thái hậu đã bắt đầu tức giận rồi. Thái tử cười lạnh, trong lòng thầm cảm kích thế lực không rõ tên tuổi kia. Trong hoàn cảnh như vậy mà vẫn dám mưu sát Phạm Nhàn ngay chính diện, trợ giúp không biết bao nhiêu kẻ trong kinh đô hoàn thành điều mà họ muốn làm nhưng không dám làm. Các bạn đang nghe truyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí. Truyện đọc việt.com. Chương 777, ông già trồng cải trắng, 5. Đêm hôm nay, rất nhiều người đang suy đoán, rốt cuộc thế lực nào mà to gan lớn mật đến như vậy. Lại dám làm điều mà thiên hạ này không ai dám làm, mưu sát vị sủng thần của thiên tử ngay ở ngoại ô kinh đô. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía trưởng công chúa, bởi vì chỉ có vị quý nhân này mới điên cuồng đến mức đó, mới can đảm cỡ này, và mới đủ thực lực làm vậy. Thật đáng tiếc lần này chưa thành công. Trong một góc yên tĩnh tại vương phủ ở kinh đô, nữ nhân có thực lực nhất, cũng là xinh đẹp nhất của Khánh Quốc đang nằm lười nhác trên chiếc giường. Dưới chân giường đặt một chiếc lồng lửa, hơi ấm bốc lên. Lý Vân Duệ híp hai mắt lại, trong con ngươi đầy vẻ biếng nhác. À nhìn nhị hoàng tử đang ngồi bên dưới, cười mỉm nói, có điều việc này không liên quan gì đến bản cung còn chưa ngu xuẩn đến mức đó. Muốn đối phó với Phạm Nhàn, có rất nhiều biện pháp đơn giản hơn. Nhị hoàng tử hơi giật mình, thực ra từ khi nghe tin tức về vụ ám sát trong sơn cốc, hắn đã nghĩ ngay là do trưởng công chúa gây ra. Tính đi tính lại cũng chỉ có trưởng công chúa mới quyết đoán đến vậy, dám không quan tâm đến sắc mặt của bệ hạ. Thậm chí, hắn còn thầm nghi ngờ, có phải chuyện này đã được Thái hậu tổ mẫu âm thầm đồng ý hay không? Không ngờ, trưởng công chúa lại phủ nhận một cách gọn gàng dứt khoát. Dĩ nhiên, ta rất biết ơn vị đó. Lý Vân Duệ mỉm cười nói, người phụ nữ ngoài 30 tuổi này như một đóa hoa không có vẻ gì là hao mòn, ngược lại vẫn đang nở rộ đầy yêu kiều. Mỗi ánh mắt, mỗi lần quay đầu, đều toát lên vẻ phong lưu hết sức tự nhiên, à thở dài, nếu giết được đứa rể của ta thì tốt. Mai phục trong sơn cốc, đơn giản, thô bạo, trực tiếp, có phong cách quân nhân, ta thích. Lời nói của ả đột nhiên dừng lại, nhị hoàng tử cũng không biết nên nói gì, trong phòng chìm trong cảm thán thầm lặng. Một lúc sau, trưởng công chúa mới chậm rãi lắc đầu nói, như vậy rồi mà vẫn không giết được nó. Rốt cuộc là nó may mắn, hay là gì đây? Nhị hoàng tử và trưởng công chúa liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ bất an và tự chế giễu trong mắt của đối phương. Phạm Nhàn, đúng là một con quái vật. Một con quái vật với vận may tốt đến không thể tốt hơn. Hay có thể nói, tuy hôm nay mọi người đều rất coi trọng y, nhưng vẫn đánh giá thấp thực lực thực sự của y. Những chi tiết nhỏ về vụ ám sát trong sơn cốc đã được đưa lên bàn của những quý nhân này. Đối với việc Phạm Nhàn không chỉ sống sót trở lại kinh đô mà còn giết chết tất cả những kẻ ám sát và bắt sống được một tên, tất cả các thế lực đều cảm thấy kinh ngạc không gì sánh nổi. Thậm chí còn loáng thoáng chút sợ hãi. Trưởng công chúa không hề sợ hãi, chỉ lơ đãng suy nghĩ, giả dụ, chỉ giả dụ thôi, không có chuyện ở phố New Land năm xưa, thế giới này sẽ tươi đẹp biết bao. Tiếp tục duy trì mối quan hệ với Đông Cung. Trưởng công chúa giáo huấn nhị hoàng tử như đang dạy con cái của mình, chúng ta cần danh nghĩa của hắn để thuyết phục Thái hậu.
Nhị hoàng tử gật đầu một cái, cuối cùng không nén nổi nghi hoặc mãnh liệt trong lòng, hỏi, rốt cuộc ai đã ra tay? Chẳng lẽ Trần viện trưởng đột nhiên bị điên? Số hiệu của 5 chiếc nỏ thủ thành đã được điều tra xong. Trường công chúa nhìn nhị hoàng tử bằng ánh mắt chế nhạo, đó là đồ bên nhà mẹ đẻ tiểu thê tử của ngươi. Nhị hoàng tử kiên quyết lắc đầu một cái, thế lực của Diệp Gia Cách ở tận Định Châu xa xôi. Cho dù 200 cường giả hành quân thần tốc suốt đêm, cũng đâu thể hoàn toàn không làm động tới quân phòng vệ kinh đô và giám sát viện. Huống chi 5 chiếc nỏ thủ thành, còn là hoang đường. Trong triều đình, xưa nay không quan tâm đến chuyện hoang đường hay không. Trưởng công chúa tiếp tục chế nhạo, hoàng đế và giám sát viện muốn trút giận. Trong tình huống không thể tìm thấy lối thoát, chắc chắn Diệp gia sẽ trở thành bia đỡ đạn. Nhị hoàng tử trầm tư trong chốc lát, sau đó bình tĩnh nói, xin cô ra tay. Tuy Diệp gia ở Định Châu xa xôi, phải chịu nhiều áp lực vì chuyện Huyền Không Miếu, nhưng dù sao đi nữa cũng là nhân vật trong phái thực lực của quân đội, giờ lại trở thành người một nhà với nhị hoàng tử. Trong tình cảnh nguy cấp này, đương nhiên nhị hoàng tử tất nhiên không muốn Diệp gia vì sự việc của Phạm Nhàn mà phải chịu đả kích thêm. Cho dù là vì đại sự trong tương lai, Diệp gia cũng cần được bảo vệ. Ta đâu phải thần tiên. Trưởng công chúa bình tĩnh nói, cơn thịnh nộ của thiên tử đâu phải chỉ vài lời nói của mấy phụ nữ trong cung là có thể dẹp yên. Các bạn đang nghe truyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 778 Ông già trồng cải trắng 6 Ả lặng lặng nhìn nhị hoàng tử và nói, không chỉ là Diệp gia, người cũng nên chuẩn bị sẵn sàng đi. Ta hiểu rõ vị hoàng đế ca ca kia, chắc chắn lần này bệ hạ sẽ rất tức giận. Hơn nữa, nếu cuối cùng bệ hạ không tìm được nguyên nhân sự việc, có lẽ bệ hạ sẽ trừng phạt tất cả, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy không vui vẻ gì. Nhị hoàng tử cúi đầu, hắn biết rất nhiều người sẽ gặp xui rủi, nhưng hắn cũng không quá lo lắng, dẫu sao chuyện này cũng không liên quan đến bản thân. Nhị hoàng tử vẫn kiên trì hỏi, rốt cuộc là ai? Cô, chuyện này rất quan trọng, đừng giấu ta. Ánh mắt của trưởng công chúa vẫn rất bình tĩnh, khóe miệng lại hơi nhếch lên, tạo thành một đường cong đẹp đẽ mang chút chế nhạo. Mọi người đều biết ta và Phạm Nhàn không chung đường, vì ta muốn ủng hộ ngươi. Trong khi lúc ở Giang Nam, Phạm Nhàn đã thể hiện rõ ràng ý muốn ủng hộ Lão Tam lên ngôi. Trưởng công chúa mỉm cười nói, nhưng chúng ta đều hiểu, vụ việc trong Sơn Cốc không phải do chúng ta gây ra, điều này cũng rất rõ ràng. Vì sao không đối phó với Lão Tam, mà chỉ muốn giết chết Phạm Nhàn? Điều này đã chứng minh, lần ám sát này không liên quan đến chiếc ghế đó, chỉ liên quan đến bản thân Phạm Nhàn. Và vấn đề liên quan đến Phạm Nhàn đủ khiến một nhân vật lớn trong quân đội động thủ, ngoại trừ chiếc ghế đó ra, chỉ còn có nam nhân năm xưa. Tại sao vị đại nhân trong quân đội lại muốn giết chết Phạm Nhàn vì người phụ nữ đó? Chắc chắn là vì hắn biết, nếu tương lai Phạm Nhàn thật sự lên ngôi, hoặc giúp Lão Tam lên ngôi, một khi đã biết một số sự tình, chắc chắn sẽ vì người phụ nữ kia mà ra tay khiến gia tộc của họ tan nát. Nếu nhìn nhận như vậy, chắc chắn vị đại nhân trong quân đội có liên quan đến cái chết của người phụ nữ năm xưa. Không cần kéo tơ dệt kén, trưởng công chúa chỉ chậm rãi nói từng câu một, như thể đang kể chuyện nhà, nhưng rất gần với chân tướng ban đầu của sự việc. Tức là, đêm đẫm máu ở kinh đô, nhị hoàng tử cau mày nói, chẳng phải những người tham gia vụ Điệp gia đã chết hết rồi à? Trưởng công chúa nở nụ cười yêu kiều, một lát sau mới nói, Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương, đã chết rồi sao? Giữa hai hàng mi của ả bỗng lóe lên vẻ cuồng nhiệt, hơn nữa, nếu ta không mất trí, nếu vị đại nhân trong quân đội có thể sống vẻ vang tới tận giờ phút này, thế thì cái chết của nữ nhân năm xưa, e là không đơn giản như ta nghĩ. Càng ngày ta càng ngưỡng mộ hắn, hơn cả khi còn nhỏ. Đôi môi của nhị hoàng tử hai khô khốc, biết người mà cô ngưỡng mộ là ai, hơn nữa sâu trong cõi lòng càng khiếp sợ nữa hơn trước suy đoán của cô. Nếu chân tướng đúng như vậy, thế thì chỉ có thể nói rằng suy nghĩ của vị cô này thật quá mẫn cảm và đáng sợ. Có điều hắn cũng không thể xác định được điều này. Sau một hồi lâu, nhị hoàng tử cau mày nói, nhưng mà
Theo như tin tức, trên đường Phạm Nhàn trở về Kinh Đô, vị công tử của đại đô đốc kia đã bắn một mũi tên. Trưởng công chúa khẽ cười, ngươi cũng biết rõ mà, tuy vị đại nhân trong quân đội kia ngày ngày trốn trong phủ, nhưng cánh tay vẫn thò ra phía ngoài. Con trai của Yến Tiểu Ất luôn nằm trong tầm tay hắn. Lần này xem ra, vị đại nhân này cũng sợ bệ hạ thật sự tìm ra hắn, nên cố tình kéo chúng ta vào chuyện này. Nhị hoàng tử thở dài một tiếng, nói, như vậy xem ra, coi là tất cả mọi người đều muốn Phạm Nhàn chết đi, thật không biết phụ hoàng sẽ xử lý ra sao. Phải cảm tạ phụ hoàng của ngươi đấy. Trưởng công chúa mỉm cười nói, hắn đã biến Phạm Nhàn thành một cô thần, đồng thời không biết từ khi nào đã bất giác đẩy tất cả mọi người sang phía ta. Diệp gia là vậy, vị đại nhân trong quân đội ngày hôm nay cũng vậy. Trời ạ, ta từng bị hắn cướp đoạt rồi trao lại cho con rể tốt của ta, sau đó hắn trả lại cho ta một số thứ còn tốt hơn. Thế gian này, sao lại đáng yêu đến thế? Nội khố, Thôi gia, Minh gia, thậm chí cả con gái của bản thân. Trường công chúa từ từ siết chặt nắm đấm của mình, trên gương mặt vẫn duy trì nụ cười ôn hòa, nhưng giọng nói đã toát ra một chút chế nhạo. Ta luôn kính sợ hắn, nhưng cũng biết rõ, hắn có một điểm yếu chí mạng. Hoàng tử thứ hai không dám tiếp lời, hắn quá đa nghi. Trưởng công chúa mỉm cười, người đa nghi chắc chắn sẽ thất bại. Không còn gì để nghi ngờ, đối với phán đoán trong chính trị, đối với cạm bẫy danh lợi, trưởng công chúa sở hữu trí tuệ mà thế nhân khó lòng sánh kịp. Nhưng đối với vụ phục kích trong sơn cốc, ả cũng chỉ đoán được phần bề mặt, còn nguyên nhân thâm sâu nhất, ngoại trừ một người, không ai biết rõ. Các bạn đang nghe truyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 779, Ông Già Trồng Cải Trắng, 7. Thậm chí ngay bản thân vị đại nhân chủ trì lần ám sát trong sơn cốc này cũng không rõ. Trong một gian nhà lớn yên tĩnh ở Kinh Đô, gian nhà này chiếm tới nửa con phố, xa hoa vô cùng. Mọi chi tiết đều được bố trí theo phong cách vương tước. Trong sân ngoài sân có nhiều loại cây cối mọc lộn xộn, nhìn trong đêm tối này không khác gì mái tóc dài rối bù của người khổng lồ, đâm lên bầu trời cô độc và tịch mịch. Một vị ông lão mặc áo bông đang tưới nước cho vườn rau phía trước biệt viện của mình. Ông lão đi đôi giày bông, đế giày đã hơi mòn. Mặc bảo bông đi giày bông, giản dị mộc mạc, đây là tính cách được hình thành từ nhiều năm trong quân đội. Ông lão thích trồng rau, đặc biệt là sau khi về già, ông rất ít khi ngồi trong sân, thích hơn là cày cấy mấy phần đất trồng rau ở nhà. Con cháu trong nhà cũng biết sở thích của ông lão, đã tìm được rất nhiều hạt giống rau củ kỳ lạ. Nhưng ông lão không trồng, ông chỉ trồng cải trắng và củ cải, hai loại thực phẩm thường dùng nhất trong quân đội. Ông lão và vị Tĩnh Vương gia hồ đồ kia không giống nhau. Ông lão không gửi gắm nỗi buồn dựa vào vườn cải này, chẳng qua chỉ là thói quen, quen với việc trồng rau, quen với sự đơn giản và trực tiếp. Lão gia tử đặt kim muỗng gỗ trong tay lên trên tảng đá bên luống rau, sau đó vịn eo từ từ ngồi xuống, có vẻ hơi khó nhọc. Tuyết mới rơi, thời tiết lạnh lẽo, trong luống rau đầy nước bùn và tuyệt động, đâu thể nào mọc được lá, mà cũng đâu có cần tưới nước. Nhưng tối hôm nay, lão gia tử lại vô thức cầm lên cái muỗng gỗ lên, tưới nước sạch lên mặt đất như muốn rửa thứ gì đi. Lão gia tử đã rất già, sau khi Tiếu Ân và Trang Mặc Hàn qua đời, lão cũng trở thành người duy nhất trên thế gian này may mắn được chứng kiến đại điển lập quốc của Khánh Quốc. 50 năm đã trôi qua, những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt lão gia tử và những đốm nâu càng ngày càng rõ ràng như đang kể lại lịch sử của bản thân và của quốc gia này. Nguyên lão tam triều, không chỉ có thế, mình đã phục vụ bao nhiêu vị đế vương. Lão gia tử thậm chí còn không nhớ rõ, nhưng khi tiên hoàng lên ngôi, hiển nhiên mình đã chọn con đường đúng đắn, do đó mới có thể giúp gia tộc giành được vị trí không thể thay thế trong quân đội. Và bệ hạ bây giờ, hiển nhiên là vị mà lão gia tử ngưỡng mộ nhất trong những quân chủ mà mình từng trải qua trong biết bao năm qua, đã ba lần Bắc Phạt, Nam Thảo, Tây Chinh. Mặc dù bản thân mình luôn dùng quyền uy của một vị trọng thương trong quân đội để trấn thủ Kinh Đô, giúp bệ hạ ổn định phía sau.
nhưng những con cháu trong gia tộc mình đều đi theo bệ hạ, có người nằm lại nơi đất khách quê người, có người chở áo gấm về quê. Khánh quốc được gây dựng trên lưng ngựa bằng thương, bằng kiếm, bằng nỏ. Cả cuộc đời lão gia tử là tiếp xúc với những loại vũ khí này, bình sinh lão đã giết không biết bao nhiêu người, tiêu diệt không biết bao nhiêu bộ tộc xung quanh Khánh quốc, ngàn vạn người chết trước mặt mà vẫn có thể mặt không đổi mặt. Lịch sử như vậy, không thể rửa sạch bằng vài muỗng nước trong được. Trong đoạn lịch sử dài này, có không biết bao nhiêu danh tướng, lương thần, minh quân, tông sư tỏa hào quang chói lọi. Nhưng người khiến lão gia tử có ấn tượng sâu sắc nhất, thực ra chỉ là một cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp. Mỗi lần nghĩ về cô nương kia, trong lòng lão gia tử lại bắt đầu run rẩy. Cho dù là nhân vật tài hoa xuất chúng ra sao đi nữa, cũng chỉ có thể cố gắng thay đổi một chút hướng đi của lịch sử. Còn vị cô nương kia, dường như từ lúc khởi đầu đã sẵn lòng lật tung căn cơ của Khánh quốc, tiếp đà lật tung toàn bộ thiên hạ. Lão gia tử cũng không biết liệu thử nghiệm này có khả năng thành công hay không. Lão gia tử chỉ một hết sức nhạy bén nhận ra rằng, nếu cứ để tình hình lúc đó tiếp tục phát triển, tầng lớp vương công quý tộc của toàn bộ Khánh quốc sẽ bị một dòng chảy âm thầm nào đó cuốn trôi. Mà mọi người đều biết, tầng lớp quý tộc của Khánh quốc chính là nguồn cung cấp nhân lực mạnh mẽ nhất cho quân đội Khánh quốc. Lão gia tử sợ loại náo loạn này, loại náo loạn trông có vẻ sẽ giúp Khánh quốc trở nên cường thịnh, nhưng lại khiến Khánh quốc không còn giống Khánh quốc nữa. Lão gia tử là quân nhân, là quân nhân trung thành với Khánh quốc. Đối với lão, kéo dài sự tồn tại của Khánh quốc là sứ mệnh cao cả nhất. Vì vậy lão gia tử đã tham gia vào một bí mật và giữ gìn bí mật này cho đến ngày hôm nay. Cô nương kia, hay nói cách khác, yêu nữ đã chết rồi. Chuyện này chẳng tốt lắm sao? Ít nhất, Khánh quốc vẫn rất cường đại. Hơn nữa Khánh quốc này vẫn là Khánh quốc năm xưa, không gì thay đổi. Dùng tính mạng một người đổi lấy sự bình yên cho toàn bộ quốc gia, xưa nay lão gia tử vẫn chưa từng hối hận vì quyết định đó. Các bạn đang nghe chuyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị tại Thư viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 780, ai mà địch nổi? 1. Lão gia tử lặng lặng ngồi trên tảng đá, nhìn nước bẩn trong vườn rau, một lúc lâu sau vẫn không nói gì. Lão đã nghe về chuyện trước khu mật viện chiều nay, 200 người. Bệ hạ đối đãi với mình không tệ, chính sứ khu mật viện 30 năm, đây cũng là vinh quang chưa từng có trong lịch sử. Nhưng nhân vật số 1 của quân đội này vẫn hệt như nhiều năm trước, xem bản thân mình như một thành viên bình thường trong quân đội, xem các huynh đệ trong quân đội như huynh đệ của chính mình. Đến khi tuổi già, lão gia tử hắn lại xem họ như con cháu của mình. Mặc dù khuôn mặt lạnh nhưng lòng từ bi, vì vậy uy tín của lão nhân này trong quân đội không phải người bình thường có thể so sánh. Mà 200 hảo hán trong quân đội kia chính là đội tư quân mà lão gia tử tin tưởng nhất, luôn được huấn luyện bí mật trong thung lũng ở Hảo Sơn. Vốn để tấn công Bắc Tề trong tương lai, nhưng bây giờ lại không thể không phái ra sớm, đồng thời sử dụng trong âm mưu ám sát Khâm Sai đại nhân của triều đình. Xưa này lão gia tử vốn chẳng mấy khi để tâm đến chính sự trong triều đình, nhưng lần này, lão nhất định phải để mắt đến. Cho dù là vì sự tồn vong của gia tộc hay vì tương lai của Khánh quốc mà lão gia tử vẫn tin tưởng, lão cũng phải giết chết người trẻ tuổi ấy. Nhưng lại không giết được đối phương. Lão gia tử ho khẽ, không rõ là do cái lạnh từ tảng đá dưới mông thấm vào tấm áo bông từ hàn ý dâng lên từ cõi lòng. 200 người đấy, gương mặt lão gia tử càng thêm già cả, lại thoáng chút bi thương. Những người đó đều là con cháu của mình, đều là tương lai tươi đẹp của Khánh quốc, nhưng lại cứ thế chết đi, hơn nữa còn không được chết thanh thản. Tên tuổi của họ cũng vĩnh viễn không được ghi nhớ, mà bị ghi vào sử sách khiến cho người đời sau thóa mạ, trở thành quân phản loạn lớn nhất trong suốt vài chục năm qua của Khánh quốc. Lão gia tử đau lòng, thật sự đau lòng. Bệ hạ quá bạc tình, khiến lòng người nguội lạnh, để người trẻ tuổi đó ở lại trong kinh đô, đồng thời càng ngày càng gia tăng quyền lực cho hắn. Mà xem ra xu thế này đâu có dấu hiệu gì là sẽ dừng lại. Cho dù khi bệ hạ còn sống,
người trẻ tuổi đó không thể làm gì, nhưng sau này thì sao? Sau khi mình và bệ hạ đều xuống suối vàng, chẳng lẽ người trẻ tuổi đó không quay lại tính sổ nợ cũ? Mình đã tham gia vào án mạng kinh thiên mưu sát Diệp Khinh Mi, lẽ nào lại mong đợi con trai của yêu nữ ấy sẽ không quay lại tính sổ? Từ vài năm trước, người trẻ tuổi kia được bệ hạ triệu từ Đạm Châu tới Kinh Đô, trong lòng lão gia tử đã cảm thấy ớn lạnh. Trừ Trần Bình Bình và Phạm Kiến Gia, chẳng ai ngờ nổi, lão gia tử đã sớm biết rõ thân thế của Phạm Nhàn. Chỉ có điều lão gia tử vẫn im lặng, thậm chí còn im lặng hơn cả những năm trước, cho nên trong mấy năm qua Tần gia trong triều đình lại trở nên yên tĩnh đến mức kỳ quái. Bởi vì người trẻ tuổi này là huyết thống của bệ hạ cho nên lão gia tử không thể hành động quá sớm. Lão chỉ đang quan sát, xem bệ hạ sẽ sắp xếp cho người trẻ tuổi này như thế nào. Lúc mới bắt đầu, lão gia tử rất yên lòng, vì hóa ra người trẻ tuổi này chỉ là một gã công tử bột. Suốt ngày rong chơi kỹ viện với thế tử Tĩnh Vương, tranh giành tình nhân, đánh nhau trong đêm tối, không có chỗ nào đặc biệt. Sau đó, lão gia tử hơi lo lắng, vì người trẻ tuổi này sẽ kết hôn với thần quận chúa, chuẩn bị tiếp quản nội khố. Hơn nữa một đêm trên điện sáng tác 300 bài thơ, danh tiếng chấn động thiên hạ. Nhưng lão lại lập tức yên lòng, bởi vì chỉ là nội khố, làm sao đủ sức lọt mắt những nhân vật lãnh tụ quân đội. Cho dù của cải có lực lượng đến đâu đi nữa, cũng không thể đánh bại Đao Thương. Cho dù thơ văn có đẹp đến mức nào đi nữa, cũng không thể chống lại tiếng móng của ngựa trên chiến trường. Có điều, dần dà, tình hình phát triển đã khiến lão gia tử vốn luôn thờ ơ lạnh nhạt phải trở nên cảnh giác, bởi vì chuyện kỳ thi mùa xuân, chỉ đến giờ phút đó lão gia tử mới biết được, hóa ra bệ hạ đã âm thầm để người trẻ tuổi kia nhận được lệnh bài đề ti của giám sát viện. Lão gia tử là nhân vật thực quyền số một trong quân đội, bao nhiêu năm qua đã phối hợp hành động cùng giám sát viện không biết bao nhiêu lần. Cho nên lão hiểu rõ hơn ai hết về sức mạnh khủng khiếp của Trần Bình Bình và giám sát viện. Cũng chính vì vậy, lão gia tử cảm thấy một chút bất an, lần đầu tiên tỏ thái độ đề xuất ý kiến tới bệ hạ, để Phạm Nhàn đi sứ Bắc Tề. Các bạn vừa nghe xong tập 78 của bộ truyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.